Xin chào các em. Bây giờ chúng mình sẽ cùng học về các loại quả nhé. Quả táo. Quả táo. Quả cam. Quả cam. Quả bưởi. Quả bưởi. Quả chanh. Quả chanh. Quả quất. Quả quất. Quả quýt. Quả quýt. Quả mơ. Quả mơ. Quả mận. Quả mận. Quả đào. Quả đào. Quả hồng. Quả hồng. Quả hồng xiêm. Quả hồng xiêm. Quả na. Quả na. Quả mãng cầu. Quả mãng cầu. Quả măng cụt. Quả măng cụt. Quả lê kima. Quả lê kima. Quả lê. Quả lê. Quả dứa. Quả dứa. Quả dừa. Quả dừa. Quả dưa hấu. Quả dưa hấu. Quả dưa lê. Quả dưa lê. Quả dưa lưới. Quả dưa lưới. Quả dưa vàng. Quả dưa vàng. Quả dưa bở. Quả dưa bở. Quả dưa chuột. Quả dưa chuột. Quả nho. Quả nho. Quả chuối. Quả chuối. Quả roi. Quả roi. Quả chanh leo. Quả chanh leo.